Chồng qua đời vì căn bệnh ung thư sau chuỗi ngày điều trị tốn kém. Giờ đây, chị Bùi Thị Minh ở xã Xích Thổ, huyện Nho Quan phải gánh vác mọi công việc gia đình để chăm lo cho hai con ăn học. Dù khó khăn, nhưng lúc nào cả ba mẹ con cũng luôn cố gắng cùng nhau vượt qua hoàn cảnh để hướng đến một ngày mai tươi sáng. Ngôi nhà cấp 4 đơn sơ này là chỗ ở của ba mẹ con chị Minh. Trước đây cả nhà phải đi làm thuê ở tận Bình Dương. Thấy con cái vất vả, ông bà ngoại đã cho anh chị mảnh đất ở quê làm nhà để an cư lập nghiệp. Nhưng ngờ đâu nhà chưa kịp xây xong thì chồng lại mắc bệnh hiểm nghèo và không qua khỏi. Thiếu vắng đi người cha, người trụ cột của gia đình, cuộc sống đã khó khăn lại càng chật vật hơn. Bố cháu lâm bệnh, có một mình tôi là lao động chính, đi làm, hai cháu thì còn nhỏ. Nên cuộc sống nó có khó khăn hơn. Rồi đến thời gian bố cháu đi chữa bệnh thì bố cháu qua đời mất, thì mẹ con tôi thì lại sẽ vất vả hơn trong cuộc sống, thì các cháu thì còn nhỏ, các con mà thương cũng không biết làm gì được hơn. Trước đây để lo chữa bệnh cho chồng, chị Minh phải dùng hết số tiền tích góp được và còn vay mượn thêm họ hàng hơn 30 triệu đồng, đến nay vẫn chưa trả hết. Hiện chị đang làm thuê tại một xưởng may gần nhà, thu nhập mỗi tháng 3 đến 4 triệu đồng. Ngoài ra, những lúc ở nhà, mấy mẹ con lại tranh thủ trồng thêm ít lạc, ít đậu và cây lúa để lấy tiền trang trải cuộc sống. Vì tương lai của hai chị em Trà My, chị có thể bươn trải, vượt lên mọi khó khăn, chỉ mong sao cả nhà luôn được quây quần bên nhau. Thì cũng biết là bố cháu thì mất nên các cháu thiếu thốn tình cảm. Thì tôi cũng muốn cố gắng mình có sức khỏe, làm đến đâu để bù đắp cho hai cháu. Trà My và Quang Mạnh là những đứa trẻ lớn lên trong sự thiếu thốn cả vật chất và tình cảm. Cuộc sống vắng cha đã dạy cho hai chị em sớm biết tự lập và trưởng thành hơn so với bạn bè cùng trang lứa. Không chỉ là một học sinh giỏi, My còn tích cực tham gia các hoạt động ở trường. Em là lớp phó học tập, luôn sẵn sàng giúp đỡ bạn bè cùng nhau tiến bộ. Còn cậu em trai Quang Mạnh cũng cố gắng noi gương chị, học hành chăm chỉ. Năm học mới này, Trà My sẽ học lớp 7 trường trung học cơ sở Xích Thổ, còn em trai sẽ lên lớp 2. Các em luôn tự nhủ với mình rằng chỉ có con đường tìm kiếm tri thức mới giúp bản thân sau này có một tương lai tươi sáng hơn để lo cho mẹ và những người yêu thương. Mẹ thì vừa làm cha vừa làm mẹ rất vất vả, nên là cháu ở nhà thường hay giúp đỡ mẹ làm việc vặt, lau dọn nhà cửa, quét nhà, dạy em học, chăm em. Ước mơ của cháu là sau này là sẽ trở thành một cô giáo. Cháu mong sẽ học thật giỏi, dạy cho, để làm cô giáo, dạy cho các học sinh điều hay lễ phải ạ. Tôi là cô giáo chủ nhiệm của em My trong suốt năm học lớp 6 vừa qua ấy. Thì khi tìm hiểu thì được biết là em My có hoàn cảnh gia đình rất là khó khăn. Nhưng mà ở lớp thì em My luôn luôn cố gắng vươn lên trong học tập. Lực học của em thì giỏi và em rất là tích cực. Trong năm học vừa qua thì mặc dù là hoàn cảnh khó khăn như vậy nhưng mà em My thì luôn luôn cố gắng, đặc biệt là cái môn văn thì em đã tham gia đội tuyển học sinh giỏi của huyện ấy. Nói chung là kết quả cũng tương đối. Đã có rất nhiều ước mơ của trẻ em nghèo được chấp cánh từ chính sự chung tay của cộng đồng xã hội. Hy vọng những tấm lòng nhân ái tiếp tục đồng cảm và chia sẻ với hoàn cảnh của gia đình nhỏ này, giúp cho hai chị em được tiếp tục tới trường để thực hiện được ước mơ, hoài bão của mình.